biên tập viên Gia Huỳnh. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang đứng dưới chân tháp đôi Petronas, một trong những tòa tháp cao nhất thế giới và là biểu tượng xinh đẹp của đất nước Malaysia. Hôm nay tôi cùng với chương trình Điểm Hẹn Văn Hóa sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những ngày lễ truyền thống rất là quan trọng đối với những người theo đạo Islam trên khắp thế giới. Đó chính là ngày lễ Hari Raya Idul Fitri. Ngày lễ này bắt đầu vào sau khi dịp tháng ăn chay Ramadan của những người theo đạo Hồi trên khắp thế giới kết thúc. Cũng giống như những ngày lễ truyền thống của Việt Nam, đây là dịp để tất cả mọi người trở về với gia đình, với ông bà, cha mẹ, họ hàng của mình để có một cái Tết đoàn viên cùng với những người thân của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân gia đình Laras, một gia đình người Islam sinh sống tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trở về quê nhà của họ để cùng tận hưởng hết những nét đặc sắc trong ngày lễ này nhé. Chào mọi người. Chào con. Dạ. Dạ. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 6 tuổi. Hôm nay con đi đâu đây? Dạ con cùng ba mẹ về quê. Họ sẽ cùng ăn uống với nhau và trò chuyện rất là vui vẻ.
sẽ kể về suốt khoảng thời gian qua họ sống xa nhà, công việc, học tập của họ như thế nào. Họ sẽ hỏi thăm ông bà, bố mẹ của mình. Và để làm cho cái không khí của cái buổi lễ, cái dịp Tết đó nó trở nên đầm ấm và nhộn nhịp hơn, thì mọi người sẽ cùng nhau hát, múa hoặc là kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa chung một bài hát với gia đình của Lyras để tận hưởng hết